Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn điểm hát ca khúc Xin Dâng Dâng Đời Trăm Năm của nhạc sĩ Francisco. Thì đối với ca khúc này chúng ta sẽ điểm theo tiết điệu 2-4-3 lát ha. Bây giờ mình sẽ intro mẫu và điểm hát mẫu cho các bạn tham khảo. Về phần bài này các bạn có thể thêm một phần của dân ca theo ngũ cung của rê thứ. Rê, fa, son, la, đô. Các bạn sẽ lưu ý theo những nốt này là nó sẽ từ ra dân ca ha. Đó. Vậy thì với cái phần điệp khúc các bạn sẽ đánh theo tiết điệu ba lát dân ca. 1, 2, 3, 4. Cứ mỗi lần chu kỳ như vậy là hai phát ứng với mỗi âm nhịp ha. 1, 2, 3, 4. Đó. Bây giờ mình sẽ intro mẫu và đềm hát mẫu cho các bạn tham khảo. Phần intro. Rồi, về phần intro á, thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta sẽ đánh như thế này. Đầu tiên sẽ là la đô la son fa, rồi qua rê fa son la son fa rê, rồi tiếp tục rê la son la đô đô fa son la đô fa son đô rê đô, và nối tay lên đô son si đô mi son si đô mi son si đô mi son si. Và điệp khúc B chúng ta lặp lại y như vậy ha. Đó. Tiếp tục. Những cái nốt mà ngũ cung thì chúng ta sẽ đưa xuống rê son fa son fa. Đó là về phần intro ha. Rồi vào bài, dòng đầu tiên chữ xin dâng lên ngài, các bạn sẽ đánh cho mình là nối tay của những nốt ngũ cung như vậy. Xin 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 dâng lên, xin dâng lên. Đây ha, fa đô son fa la đô rê fa son. Đây ha, xin chữ ngài tương tự nhưng mà chỉ có thay đổi như này là la thứ thôi ha. Ngài đời trăm năm, nối tay rê bảy, năm đã bắt đầu. Rồi dòng thứ hai, trong năm ngày sau các bạn sẽ nối cho mình là đô bảy. Trong năm ngày sau, trong năm ngày sau, đến chữ sau. Rồi có ngày vui các bạn sẽ luyện có ngày vui thì các bạn sẽ rê đô la son la đô. Đây mình sẽ là trăm năm ngày sau có ngày vui bên những ngày buồn. Chữ ngày buồn nối giống như cái chữ mà xin dâng lên ha, ngày buồn. Rồi chữ đời trăm năm mai sau đánh pha sớt hai nhưng mà luyến xuống đời, và chữ này sẽ đi bình thường như vậy ha. Đời đây, đời trăm năm mai sau con có gì vui, con có gì vui. Khi mà các bạn thấy cái bài dân ca kiểu dân ca mà có nhiều nốt luyến á, thì các bạn đánh y như vậy, giống cái chỗ mà vui con có gì vui. Đó, các bạn đánh luyến y như tác giả đã viết như vậy ha. Mình sẽ đánh là đời trăm năm mai sau con có gì vui, con có gì đánh là rê thứ bảy cũng được ha. Rồi dâng ngài nối tay, dâng ngài dâng lên ngài, dâng ngài các bạn sẽ nối theo cái này ngũ cung ha. Si fa si đô rê fa son si, rồi tiếp tục một lần như vậy nữa ha. Đây, dâng ngài dâng lên ngài bao nhiêu mơ ước thắm tươi ngày mai,
chỗ mà xin ngài đưa lối dòng này đấy ha. Son đô la son, son đô la son, và vào điệp khúc xin dâng lòng anh. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Đây, ngài đưa lối dòng này, son đô la son, xin dâng lòng anh. Tình yêu, các bạn sẽ đã theo giai điệu dân ca này mình chỉ ha. Xin vậy số và luyến liền đó nè, xin dẫn đi xin đây, xin dẫn đưa con những ngày xa dòng mưa xa, và điệp khúc B đánh in như vậy ha. Xin ban đêm đến xanh ngắm, chữ ngát đánh si thứ giáng nằm ha, si giáng thứ chứ. Đây là cái phương pháp và ý tưởng để chúng ta đệm piano ca khúc này. Bây giờ mình sẽ intro mẫu và đệm hát mẫu cho các bạn tham khảo. Đầu tiên sẽ là về phần intro. Sĩ Francisco, một ca khúc rất là hay. Hy vọng đối với ý tưởng này sẽ giúp cho các bạn đệm hát hay hơn trong việc đệm piano thánh ca. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.